Tớ là ai 12. Who am I 10? Tớ làm việc ở các nhà hàng. I work in restaurant. Tớ thường mang bộ quần áo trắng và chiếc mũ trắng. I usually wear white clothes and white hat. Tớ làm việc với dao, nồi và tạp dề. I work with knives, pots, and utensils. Tớ giỏi làm ra các món ăn ngon. I am good at making delicious food. Tớ rất vui khi mọi người yêu thích món ăn tớ làm. I'm really happy when people love the food I made. Ồ, các bạn biết nghề nghiệp của tớ là gì? Do you know what my job is?